Xin chào các bạn đã quay lại kênh Đàm Ngã Xin Chắc Măng Tay. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề là làm thế nào để con bạn đạt được những cái tố chất mà bạn mong muốn chúng đạt được. Thì để giải quyết cái câu này á, thì các bạn, câu thứ nhất các bạn nên trả lời cho mình á, là bạn mong muốn con của mình có những cái tố chất gì ở trong tương lai. Và câu hỏi thứ hai là bạn đã có đầy đủ những cái tố chất đó hay là chưa, đúng không ạ? Thì có hai cái câu hỏi đó thôi. Thì ở hôm qua thì mình đã chia sẻ được một cái số cái phần liên quan là trẻ phải học qua bắt chước, nên các bạn phải là những bố mẹ làm gương, chứ không thể nói là tao chưa đạt được những tố chất đó đó nhưng mà mày phải đạt được. Thì cái đó là ngày hôm qua mình đã giải thích rồi ha các bạn. Và cái trường hợp thứ hai nữa là các bạn phải tôn trọng bé. Con người sinh ra đều có một giá trị tương đương nhau, bất kể người đó sinh trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, gia đình đại gia hay gia đình là những bác nông dân, gia đình của những người doanh nhân hay là gia đình của những người con buôn, thì tất cả giá trị của con người đều ngang bằng nhau. Cái giá trị này là mỗi người, tôi cho rằng mỗi người là một cái ông mặt trời. Và cái của tôi đang nói với các bạn là chỉ dạt những đám mây từ những cái ông những đám mây đang che những ông mặt trời của bạn thôi, chứ tôi không có tư cách gì để dạy dỗ hay là không có tư cách gì để hướng dẫn đào tạo các bạn hết. Tôi chỉ là khơi gợi cho các bạn để các bạn nhìn thấy được cái cách nào nuôi dạy con là tốt nhất. Bởi vì mình, theo tôi biết thì các bạn đều có những cách nuôi dạy con rất là tốt, vẫn mong con rất có những cái tố chất tốt, vẫn cho con đi học những trường tốt nhất và vẫn chăm sóc những cái tốt nhất cho con của mình. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là để cho các bạn nhìn lại được rằng một điều rằng á, là con các bạn là một ông mặt trời, các bạn là những ông mặt trời, nên cái của tôi làm là chỉ gạt những đám mây đó ra mà thôi. Tôi không mang ánh sáng lại cho các bạn, cũng như không mang ánh sáng lại cho những thiên thần của các bạn. Thì ở đây thì tôi muốn nói một vấn đề nữa cực kỳ quan trọng, đó là các giai đoạn phát triển của trẻ thì nó gồm là có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trong bụng mẹ là gọi là giai đoạn thai giáo. Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn embryo là từ 0 tới 7 tuổi, giai đoạn đó gọi là giai đoạn dấu ấn. Giai đoạn thứ ba là từ 7 tới 14 tuổi, và giai đoạn thứ tư là giai đoạn từ 14 tới 21 tuổi. Còn nếu mà trên 21 tuổi nữa là giai đoạn nó trưởng thành, và chúng ta sẽ không có chúng ta có thể giáo dục, có thể đào tạo, có thể khơi gợi, nhưng cái giai đoạn đó rất là khó để tác động vào một con người đã hoàn chỉnh, đã hoàn thiện về mặt thể chất cũng như là tinh thần. Nên cái mà các bạn mong muốn ở con mình là những tố chất gì thì các bạn phải tác động. Thứ nhất là từ giai đoạn thai giáo, nếu các bạn đã sinh nó ra rồi thì các bạn hãy tác động từ giai đoạn 0 tới 7 tuổi. Nếu các bạn coi những video này, con các bạn từ 7 tới 14 tuổi thì mình vẫn có thể tác động được, và từ 14 tuổi tới 21 tuổi thì vẫn có thể tác động được. Nhưng mà trên 21 tuổi nữa đến khi giai đoạn trưởng thành thì cái đó hơi bị khó. Và lúc đó con của mình nó khó lắm. Nếu mà muốn cải thiện được, muốn con mình có những tố chất đó thì chỉ bằng một cách thôi, làm thế nào để cho nó tự đi học được những tố chất đó. Và mình muốn nói ở đây là nếu giai đoạn thai giáo thì bạn phải nuôi dưỡng tinh thần, tâm hồn của đứa trẻ đó bằng cách là cho nó nghe nhạc, bằng cách trò chuyện với nó, bằng cách là thể hiện lòng yêu thương với nó khi nó ở trong bụng mẹ. Nên khi giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi là bạn sẽ cho những kiến thức tốt nhất có thể được cho bé ở giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi. Là giai đoạn đó là giai đoạn nào? Tất cả những cái gì bạn đưa vào trong não bé là nó đều vô trực tiếp não. Nếu như bạn có cảm giác như nó vô rồi nó đi đâu mất đó thì thật sự không có đi đâu các bạn. Nó chỉ ở đó, và những đứa trẻ đó thì nó vẫn sẽ ở đó, ở tới khi mà nó lớn luôn. Nó già luôn, nó cũng sẽ nhớ lại những cái đó. Khi các bạn tạo một cái dấu ấn cho nó ở giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi ha. Hôm nay cái chủ đề mình là từ 0 tới 7 tuổi đi. Thì khi mà từ 0 tới 7 tuổi bạn chửi nó ngu một lần thì không sao, nó cứ vô đây thì nó ra. Tại đứa trẻ thì nó cũng dễ quên, nó thẳng với các bạn là vậy. Nhưng bạn chỉ thẳng vào mặt nó, bạn bảo mày là cái thứ ngu xuẩn,
mày là cái thứ thất bại, mày là cái thứ thua suốt người ta, mày coi nhà người ta, con của người ta 2 tuổi biết nói, còn mày giờ này 3 tuổi chưa biết nói. Đó, nó chưa biết nói thôi các bạn, nhưng mà nó đã có nhận thức rồi. Lại cái nhận thức của nó đến từ cái giai đoạn thai giáo là các bạn. Khi mà nó đã hình thành não bộ hoàn chỉnh là từ 13 tới 19 tuần tuổi á, ở trong bụng mẹ là nó đã có sự nhận thức đó rồi. Và nếu như giai đoạn đó một lần các bạn chửi nó ngu mà nó nghe chưa rõ, hai lần bạn chửi nó ngu nó nghe chưa rõ, nhưng ba lần bạn chửi nó ngu nó nghe chưa rõ, thì tới giai đoạn thứ tư, thứ năm và bạn cứ lặp lại vậy, thì nó sẽ ở trong đây nè bạn, nó sẽ ở đâu đó trong đây nè, và nó không bao giờ loại bỏ được cái đó nha. Tại vì có những người được chữa trị bằng thôi miên á, họ nhớ được giai đoạn 4-5 tuổi bố mẹ của họ chửi họ là tại sao mày ngu quá vậy, tại sao tao dạy mày gói bánh mà mày gói không được, mày gói cái bánh gì xấu như vậy. Thì cái người đó là bị tổn thương về mặt tâm hồn, tổn thương về mặt tinh thần, và họ cấy vào họ một niềm tin. Ví dụ như một lần bạn chửi con bạn ngu thì nó sẽ chưa có niềm tin đâu, nhưng mà mỗi lần sai bạn đánh nó thì nó càng củng cố cái niềm tin đó, nó củng cố riết nó trở thành một cái bàn nó có rất là nhiều chân, giống như như thế này, nó cứ rất là chắc chắn các bạn. Nó cảm nhận được là nó thật sự ngu, nó thật sự thua suốt người khác. Nên trong giai đoạn đó bạn không nên tiêm nhiễm vào đầu con những cái như tại sao mày mê chơi, tại sao mày ngu, tại sao mày dở. Các bạn chỉ nên nói lời yêu thương trong giai đoạn đó, dù khi giai đoạn đó các bạn có thể đánh con, nhưng như thế này, các bạn phải giải thích được cho nó hiểu, là các bạn phải thứ nhất phải tạo cho nó cái tinh thần trách nhiệm, thì ở bài trước mình đã nói rồi. Cái thứ hai là các bạn tạo sự tôn trọng nó, là bài trước mình cũng có nói luôn. Các bạn phải tạo sự chịu trách nhiệm thì bài trước mình cũng có nói rồi. Thì khi mà đứa bé đó thì bạn nói nó không nghe nọ, đúng không? Cái cùng một cái lỗi đó mà nó lặp lại 2 lần thì bạn hãy la, lặp lại 3 lần thì bạn hãy trừng trị. Trừng trị bằng cách là thứ nhất chỉ nên cho hít đất hoặc có thể là tập thể dục, chứ bạn không được trừng trị bằng cách đánh đập xua đuổi nó. Các bạn có thể quay lưng úp mặt vào tường thì cũng được, nhưng cái đó tạo sự cô đơn. Các bạn hãy cho nó tập thể dục hoặc là làm việc nhà, mà làm việc nhà thì không nên, là nó là một hình phạt. Tại các bạn phải tập cho con bạn làm việc nhà, bởi vì nó ở trong gia đình của bạn, nó phải biết làm việc nhà, nó phải chăm sóc cái nhà đó. Nên các bạn đừng có trừng trị bằng cách làm việc nhà. Các bạn tập thể dục, phải bắt là khuân vác khinh nặng gì đó, các bạn phải kìm cái cảm giác lúc đó của mình xuống. Các bạn không được đánh đập nó trong giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi, không được la mắng nó, không được chì chiết nó. Các bạn chỉ được nói lời yêu thương, các bạn chỉ được khơi gợi tình yêu thương của nó. Các bạn không được bắt nó phải nhường nhịn đồ chơi cho em nó ở giai đoạn đó. Không được bắt nó nhường nhịn cái gì của nó cho người khác, mà bạn phải khơi gợi cái lòng yêu thương của nó. Con chơi với bạn em thì con nên nhường đồ chơi của em con cho em, là tại vì con rất là thương em. Phải khơi gợi lòng yêu thương và tình yêu thương của nó. Chứ các bạn không thể nào mà các bạn nói là nhường cho em đi tại nó nhỏ thì không có chuyện đó. Các bạn phải khơi gợi được cái lòng yêu thương của đứa bé đó dành cho bố mẹ nó. Tại sao con không thương ba mẹ vậy? Thì cái câu tại sao con không thương ba mẹ nó sẽ ăn vào đầu nó. Thì nó lúc nào có suy nghĩ các bạn, là cái suy nghĩ là tại sao nó không thương, rồi một ngày nào đó nó không thương là thật ha. Lúc đó các bạn đừng có buồn lòng vì tại sao con mình không thương mình. Tại vì ngày nào mà cũng nói như vậy thì nó sẽ tin như vậy. Tại sao con cứ bày ra nhà cho mẹ dọn vậy? Thì lần thứ nhất bạn có thể kêu nó con chơi xong con dẹp ở đây nè. Lần thứ hai nó vẫn không dẹp thì bạn hãy kêu nó dẹp, vì đó là nó cam kết. Hãy kêu nó cam kết là con chơi xong con phải dẹp, nếu con không dẹp thì con đừng chơi nữa. Thì khi nó chơi nó không dẹp thì bạn cũng không được dẹp. Có rất là nhiều bố bà mẹ rất là hay như thế này là con không dẹp á thì bố mẹ đi dẹp, tại vì con dẹp rồi hồi bố mẹ cũng dẹp lại, xin lỗi không có gì mà phải dẹp lại. Thì bạn phải khơi gợi làm sao đó cho đứa bé nó phải đi dẹp đồ chơi, mà nếu dẹp chưa sạch thì bạn phải kiểm tra và đưa nó dẹp lại. Đó là hiển nhiên. Và không có cái gì cái chuyện mà các bạn sợ là nó mệt hết trơn. Dọn dẹp không có gì mệt, các bạn dọn các bạn mới mệt, các bạn mệt các bạn đánh nó còn mệt hơn. Còn một cái nữa là mình khi mà nói là các bạn có tước đi cái quyền được
quyền tôn trọng nó thì các bạn thường là hay tước đi lắm. Thôi à, quyền được đói của nó các bạn cũng tước đi luôn. Các bạn mình không có cần biết được là con của bạn có đói hay chưa mà xin miễn hả, tới giờ là phải ăn thì đúng như vậy, tới giờ thì phải ăn. Nhưng các bạn hãy làm như thế này nè. Thứ nhất phải tạo cho ăn đúng giờ. Tới giờ đó con không ăn thì cất đồ ăn đi. Thì ngày hôm sau nếu mà nó đói thì hãy lôi đồ ăn ra cho nó ăn, hoặc là nó tự phải lấy đồ ăn cho nó ăn. Vì cái chuyện ăn uống á, thì các bạn từ cái giai đoạn mà nó chưa cầm được cái muỗng á, thì bạn hãy đút. Rồi đút cho nó ăn thì phải cho nó được tự cầm muỗng. Tại vì sao cầm khó quá, cầm nó đổ. Thì lần đầu nó đổ thì lần thứ hai nó đổ, lần thứ ba nó sẽ bớt từ từ. Nếu như các bạn ngay cái chuyện cầm muỗng cho nó tự cầm muỗng cho nó ăn mà các bạn cũng tước đi cái quyền đó thì nó lớn lên nó không làm được cái gì hết. Đó là cái chỉ số vượt khó của nó sẽ càng ngày càng giảm đi. Trong sự thành công của một người sẽ có những cái chỉ số là chỉ số vượt khó, chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc và chỉ số sáng tạo. Nhà các bạn ngay cả cầm muỗng cũng sợ con mình cầm đổ thì các bạn đang tước đi cái sự vượt khó của nó và tước đi cái quyền đói của nó. Khi mà đói thì không có chết, mà các bạn cứ phải ép rồi nó phải ngậm rồi cái mẹ đánh con, rồi con khóc kể, rồi gia đình xào xáo. Đó là do bạn đã tước đi một cái quyền của một con người. Chứ bạn đừng nghĩ đó là sự yêu thương. Các bạn tước đi cái quyền vượt khó của một đứa con nít. Khi nó cầm đồ ăn, nó chơi, nó cầm đồ ăn, nó trây ra thì các bạn hãy cầm, các bạn đút cho nó ăn luôn. Thì cái đó là tập cho nó một cái sự ỷ lại. Và cái đó là đang giết con chứ không phải đang thương con. Bạn tước đi tất cả những cái quyền của nó. Và mình nói rồi, sự thành hay bại của một con người nó sẽ phụ thuộc 90% cái giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi. Các bạn nhớ vậy ha. Nên giai đoạn đó bạn cho nó là như thế nào thì nó sẽ là như thế đó. Giai đoạn đó bạn yêu thương nó ra làm sao thì tương lai của nó sẽ là như vậy. Chỉ có 10% trẻ được lội ngược dòng vì lớn lên nó có một sự nhận thức khác, là do não bộ của nó có một cái não gọi là não nhận thức, nó là tiến bộ. Nên nó sẽ có sự khác biệt so với 90% những đứa trẻ kia. Là nếu trong giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi bạn cho rằng nó như thế nào thì lớn lên tự bản thân nó sẽ cho rằng nó như thế đó. Và mình cũng đã kể một câu chuyện ngày hôm bữa, là cái câu chuyện đó là cái câu chuyện cổ tích mà kể, là cái câu chuyện gì mà, để mình coi lại coi, cái câu chuyện mà cái đậu thần gì đó đúng không các bạn? Thì cái câu chuyện cổ tích đó là bữa là nó lợi nó hại như thế nào thì bạn coi là video kế tiếp, cái video trước của mình. Còn chuyện của bé Lọ Lem cũng vậy, mình không biết bạn sẽ dạy con bạn được những cái đức tính gì trong đó. Nhưng nếu thật sự cái đức tính nó lại ít hơn cái tai hại của những cuốn truyện cổ tích mang lại thì các bạn nên xem lại ha. Ví dụ như khóc để ông Bụt hiện lên, ví dụ như cái câu chuyện mà ỷ lại dựa dẫm, những câu chuyện đó thì chỉ có dạy được một bài học, một là không tham lam thôi, đúng không? Nhưng mà khóc để ông Bụt hiện lên thì mỗi lần đứa trẻ đó ha, mình nói ha, khi nó lớn lên nó sẽ như mình ngày trước. Mỗi lần gặp khó khăn mình hay đi chùa lắm các bạn, mình không biết tại sao, không biết mình có căn tu hay không, nhưng mà mình đi chùa để mình mong ngóng được là ai đó sẽ giúp đỡ cho mình. Nếu như các bạn còn dạy con các bạn theo cái kiểu ỷ lại như vậy, theo cái kiểu mà vượt khó thấp như vậy á, thì các bạn đang tước đi cái quyền thành công của một đứa trẻ trong tương lai của nó. Mình biết chứ, mình biết là mỗi lần đi làm về mệt mỏi lắm chứ. Mình chưa có bé nhưng mà mình đã có cháu của mình á, con của anh mình, chị dâu. Thì mỗi lần đi làm mệt mỏi về, mình nói thật với các bạn nhé, mình la nó, mình đánh nó thì không, mình không đánh nó, nhưng mà mình có la nó. Nhưng mà thật sự trước khi la thì mình đã phải dạy cho nó biết là cái đó là sai thì mình mới la. Mình chỉ cần liếc một cái là nó sẽ tự đi làm. Nó sợ mình, nhưng mà nó lại không có ghét mình, không có hận mình, vì mình đã tôn trọng nó. Thứ nhất, mình nói chuyện với nó. Nói một lần nó chưa hiểu, nói hai lần,
nói hai lần nó vẫn chưa hiểu thì nói ba lần. Bạn phải sử dụng bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn của một ông bố bà mẹ. Mình muốn nhắc lại câu đó lần nữa là sinh con rồi mới sinh cha. Nên con bạn ra đời thì bạn hãy đi học để làm cha làm mẹ, học cách nuôi dạy con, vì thời này á bạn chưa kịp dạy nó là internet nó đã dạy nó rồi. Nên bạn phải cố gắng tiến bộ nhanh hơn nó hết mức có thể để các bạn có thể dạy được nó. Và các ông bố và mẹ ơi, hãy đi học đi, hãy cập nhật những kiến thức mới đi, vậy các bạn sẽ biết cách để nói chuyện với con, biết như thế nào là con đang bệnh, con cần đi bác sĩ, biết như thế nào là con không bệnh, con không cần đi bác sĩ, đúng không ạ? Và đây là một trong những cái bài mình chia sẻ về cái sự thành công từ giai đoạn từ 0 tới 7 tuổi ha, dành cho các ông bố bà mẹ nào quan tâm con mình. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại ở cái giai đoạn từ 7 tới 24 tuổi ở cái video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.